Sao đây là đoàn chúng tôi đang cứ nên vòng quanh mặt trời để tham quan. Đấy, các bác nhìn thấy khung cảnh vịnh Hạ Long có đẹp không? Đấy. Anh chị thấy vịnh Hạ Long đẹp thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Diệu Thức Hòa trên trang YouTube nhé. Nên vòng quanh mặt trời nè. Đấy, khung cảnh. Máy điều hòa quay nét mấy người thích. Mà căn bản máy của anh Thức là bị cái xước. Máy này, máy... Ba cháy đông người, cần tí tắm ra ba cháy tắm đi. Ra công viên rộng. Hả? Ra công viên rộng. Công viên rộng thì có tiền đâu mà chơi. Đóng cửa rồi đến đâu nữa. 7 giờ đóng cửa. 6 giờ, công viên rộng là 6 giờ. Đây chơi chơi từ sáng ấy, đi chơi một đồ. Chơi ấy. Chỉ chơi một cái thôi, đâu có gì anh. 2 rưỡi. 2 rưỡi thì xuống mua vé đi, 6 giờ thì... Để lần khác đi. Chơi một cái thì nó mới được nhiều. Nó mẹ ra đi chưa biết. Cao rồi mà nhìn thấy cao. Nên để quay cái này nét hơn này. Nó phải... Thấy thành phố, nhìn thấy cả thành phố. Ngồi chỗ mặt thằng các bạn ạ. Đấy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đẹp. Kìa, Hà với Bin kìa, đang leo dốc kìa. Đâu? Kìa. Rồi, mới đang leo dốc về nè. Đây kìa, đây là dốc cái cầu bên này nè. Hảo đi trước Hà, Hảo dốc về rồi. Đây là Duy. Bùi Đình Duy đây. Đây là Bùi Hữu Thắng. Thắng à? Ờ, xin chào nhá. Xin chào nhá. Ê à. Sao ngồi im không? Máy cháy. Ngồi im nó rung lắc cái của mẹ này. Đâu có rung đâu rồi. Đâu rồi. Ngồi im. Ngồi im bố mày đang sợ. Quá nó đang sợ. Ngồi im sợ đi ngồi im. Sợ con cứ đứng đấy. Ngồi ngồi nó ngắm rồi. Nào đi cáp treo nữ hòa cáp treo gì cáp à, vòng quay mặt trời, quay mặt trời. Cầu vãi cháy là cầu vãi cháy là càng cầu du lịch đẹp không các bác thấy đẹp không? Nếu đẹp nhớ ủng hộ kênh, bấm vào chỗ đăng ký kênh nha. Đấy, mỗi lần em có video hay em lại chia sẻ để các bác chiêm ngưỡng cái cảnh của vịnh Hạ Long quê em nha. Tối thì như không nhìn vẫn đẹp, nó sáng rực kia cầm phả. Đất Quảng Ninh là một đất nơi gọi là đáng để đầu tư và làm ăn vui chơi du lịch. Đấy, rất tuyệt vời nha. Tụi nóng nhỉ? Nóng. Nên cao lại nóng. Không phải cái buồng kính như đây nó có cửa thông gió đây. Không, bé không đủ nhiệt. Nó có quạt thông gió. Đấy, nó vẫn đang lên nhưng mà mình cảm tưởng lên nó chậm. Bây giờ mới được lên hơi dốc dốc một tí thôi, hơi tầm ngang của lửa, một lửa, 2 phần 3. Nó vẫn đang đi ấy. Nhưng mà vẫn đang đi. Đi nhưng mà nó chậm. Đấy, độ cao lên sắp sửa lên đỉnh rồi. Độ cao là của nó hơn 100m. Nó sắp sửa lên đến đỉnh rồi. Đây là đường. Đâu biết được 2 phần 3 rồi. 2 phần 3 chưa? Thường đây nhìn cây này như biết. Đã đến chục nửa chục rồi nên nửa. 2 phần 3 chục rồi. 2 phần 3 rồi. Chưa đến chục. Quá thẳng rồi, cái này mình thẳng chục này mới là đỉnh đây. Đấy, đỉnh chéo ở đây. Thẳng chục này mới là đỉnh nha. Đây 2 phần 3 rồi. Ừ, sợ. Cô có thể nhìn răng rồi, bà gươm rồi đánh răng. Bà gươm rồi. Sợ. Chết đi. Thằng này sợ độ cao à? Thằng này sao độ cao à? Không đủ... Làm mắt vào. Tuổi đi bộ đội rồi. Ông nó sợ độ cao này, thanh niên nè. 18 đôi 10 mà sợ độ cao này không được rồi. Nhìn thoải mái.